rúm lại. Đó thì tất cả mọi người kéo bà Nguyễn Thị Lan ra, có người thì nói liệng bả xuống sông đi để cứu nguyên chiếc tàu chứ. Còn có người thì nói rằng là thôi chị ơi, chị thông cảm đi, chị hy sinh chứ bây giờ để như thế này sóng gió dữ dội vậy thì giết nguyên tàu luôn. Bà than, bà khóc, bà năn nỉ như thế nào cũng không được hết. Cuối cùng rồi trên chiếc tàu đó cho bà mượn một chiếc áo phao mặc vô, rồi những thanh niên lực lưỡng đó, người nếm tay, người nếm chân liệng bà xuống biển. Thì khi liệng cô Nguyễn Thị Lan xuống biển rồi đó thì sóng nó đẩy bà Nguyễn Thị Lan đi thiệt là xa. Thì bà Nguyễn Thị Lan lúc mới vừa liệng xuống biển, bà còn ngó lại chiếc tàu, bà đau khổ vô cùng. Thì khi bà vừa ngó chiếc tàu đó thì một cơn sóng thật lớn nó dập lên, nó đánh xuống một cái, nguyên chiếc tàu chìm và chết hết, chỉ có một mình bà Nguyễn Thị Lan sống thôi. Thấy không? Vậy thì tất cả những cái người ngồi trên chiếc tàu đó đều có một cái cộng nghiệp, và riêng bà Nguyễn Thị Lan này không có cộng nghiệp trong đó. Thấy không? Thì bà Nguyễn Thị Lan này nằm trên mặt biển lên đên 10 ngày như vậy đó, thì gặp một chiếc tàu của anh nó đi ngang qua, nó vớt bà lên, rồi nó đem về Anh Quốc luôn đó. Cuối cùng rồi khi bà về nước, bà trở lại chùa Linh Sơn, bà mới kể lại câu chuyện là 10 ngày bà nằm trên mặt biển vậy đó, rồi bà cầu nguyện Quan Thế Âm, bà không biết tại vì sao mà liện con xuống biển và gọi tên con, rồi một cơn sóng nó đập phục xuống một cái là nguyên chiếc tàu chết hết. Thì lúc bấy giờ trong cái mê man trên cái biển mà, nằm mê man trên biển thì bà nằm mơ. Bà nằm mơ bà thấy một cái bà cụ dẫn bà đi, giống như đứng ở trên một cái nhà lầu vậy đó, đứng trên cái lầu cao. Thì mới chỉ xuống cho bà thấy. Thì cái bà cụ đó nói đó, cái cô đó là con đó. Cái cô đó là con. Tức là một nhóm người đi săn ở trong rừng đó. Trong đó có cô con gái này đi săn nguyên một đoàn người. Thì khi mà săn được một con nai rồi đó, thì cả đoàn người súng nhau, người dao, người búa, người cây, được đập con nai. Đập con nai cho nó chết xong rồi bắt đầu xẻ thịt ra cùng nhau mà ngồi ăn một cách hả hê, cười đùa vô cùng luôn. Riêng cô con gái này không ăn, ngồi đó chứ không ăn, mà khuyên mọi người đừng có giết con nai nữa. Nhưng mà điều đó, mọi người không nghe. Cuối cùng rồi đuổi cô gái này đi ra thiệt là xa, không cho ngồi gần đó. Thì bà cụ nói, cái cô con gái không ăn thịt nai thở trước chính là con đó, Nguyễn Thị Lan. Còn tất cả những người mà rượt con nai, dùng dao gậy mà cây đá để mà chọi, để mà đánh, để mà giết con nai là những cái người ngồi trên chiếc tàu đó. Thành ra quý Phật tử thấy rằng cộng nghiệp là gì? Tất cả mọi người cùng chung một nghiệp. Thí dụ như cùng nhau đè cột, đè chân, rồi đè lên mình con heo, con bò gì đó, để rồi súng nhau thọc huyết cho nó chết. Thì cái người mà cầm dao đập thọc cho nó chết đó, thì cái người đó bị nghiệp nặng nhất. Và tất cả 3-4 người nấu nước sôi cạo lông nó thì nghiệp kế đó, rồi xẻ thịt ra rồi cùng nhau ăn uống, phải không? Có người đó thì đứng cười chờ đợi chừng nào mần xong rồi mình ăn, thí dụ vậy. Cho nên cái nghiệp sát của chúng ta nó gồm có cái là tự thân sát nè, rồi là quan hỷ sát nè. Tự thân mình sát, rồi quan hỷ sát, rồi giáo tha sát. Giáo tha sát có nghĩa là cái bà đó bà cạo lông con bò hay là đâm họng con heo mà bà không biết cách, mình đứng mình dạy cho bà cách để đâm là giáo tha sát. Còn mình vui khi thấy người ta giết một con heo, vui khi thấy người ta giết một con bò, mình vui vẻ khi thấy mần cắt cổ một con gà mà mình vui theo là quan hỷ sát. Còn cái người tự cắt đó là tự thân sát. Cho nên tất cả những người đó gọi chung một cái là cộng nghiệp sát, cho nên chết chung trên chiếc tàu đó hết. Còn cô Nguyễn Thị Lan vì thoát khỏi nghiệp sát đó cho nên cô mới khỏi có cái nghiệp sát đó. Cho nên quý Phật tử thấy rằng trên cái cuộc sống của chúng ta, ngoài đời thì chúng ta đã bị cái gió nghiệp nó dập dùi rồi, mà quý Phật tử bây giờ bước chân vào con đường đạo như thế này, quý Phật tử ngồi trong đạo tràng Hải Ấn này, quý Phật tử cũng muốn thanh tịnh lắm. Nhưng mà chưa chắc gì chúng ta đã được thanh tịnh. Mình tìm đến đường tu rồi mà cũng chưa chắc gì thanh tịnh, đúng không? Cho nên đường tu học không là đường đầy thảm, nẻo tu hành không thể trải đầy qua. Có gian nan mới biết được lòng ta, đường ngàn dặm mới hay là ngựa giỏi. Trên cái con đường tu tập của mình không phải người ta trải thảm cho mình đi, không phải trải qua để đón bước chân tu của mình đâu. Mà con đường tu hành là một con đường nó gập ghềnh nè, nó chông gai nè, nó thử thách nè, hố hầm đủ điều hết. Quý Phật tử không khéo, chúng ta sẽ đạp trên gai. Chúng ta không khéo, chúng ta sẽ dấp trên đá. Chúng ta không khéo, chúng ta sẽ lọt xuống hố hầm của nó. Cho nên quý Phật tử ngồi trong đây, tất cả chúng ta đều như thế hết. Mặc dù ngồi mặc áo tràng lam như thế này mà lọt vô hố hầm hoài,
rồi chúng ta bị dắt tất cả những cái cục đá gập ghềnh, rồi tất cả chúng ta bị vướng vào gai nhọn, chúng ta bị hoài thôi, phải không? Đó, cho nên quý Phật tử thấy rằng con đường tu tập của mình đâu phải là cái con đường nó suôn sẻ đâu. Mà mình muốn được suôn sẻ dữ lắm, nhưng mà con đường của mình không bao giờ suôn sẻ được, phải không? Ta đang bước trên con đường về bến giác, màu áo lam, màu bát ngát huệ hương, không? Màu áo lam, màu bát ngát huệ hương, xin hóa giải bằng tình thương của Phật những gặp ghềnh bên bến giác thanh lương, không? Mà của quý Phật tử nè là màu áo lam, không? Mà quý Phật tử đang tu nè, mình đang tu tập mà, ta đang bước trên đường về bến giác, không? Màu áo lam nè là màu bát ngát huệ hương, xin hóa giải bằng tình thương của Phật đó những gặp ghềnh bên bến giác yêu thương. Đề tài hôm nay thầy muốn gửi đến với quý Phật tử là những gặp ghềnh bên bến giác. Khi chúng ta tìm về đến đạo tràng rồi thì quý Phật tử thấy rằng chúng ta đang tìm về bến giác đó. Cho nên đạo tràng Hải Ấn hay là đạo tràng Linh Sơn Pháp Ấn hay là đạo tràng gì đó mà quý Phật tử tập trung để tu học, tức là quý Phật tử đang lần bước đi về bên bến giác của nó. Mà trên bến giác mà quý Phật tử đi, những bước chân của mình đi không phải đi xa như Trần Quyền Trang tìm đạo đâu, mà quý Phật tử từ nhà đến đây thôi, hoặc là ngồi từ hồi sáng tới bây giờ thôi, nhưng mà cái đoạn đường trở về bến giác của quý Phật tử không biết gặp bao nhiêu là gặp ghềnh, bao nhiêu là hiểm trở của nó. Những gặp ghềnh ở đây có nghĩa là những cái hút mắc ở trong tâm mình, những gặp ghềnh ở đây là những cái vướng víu trong tâm mình, những gặp ghềnh ở đây là những cái bế tắc trong tâm mình. Rồi mình không biết mình niệm Phật như thế nào cho đúng, mình làm từ thiện như thế nào cho đúng, rồi mình ăn chay như thế nào cho đúng, mình lễ Phật như thế nào cho đúng. Nói chung là tất cả những cái đó là gặp ghềnh trên bến giác của mình. Mà nếu chúng ta không có những cái để mà chúng ta hóa giải, chúng ta làm cho những gặp ghềnh đó nó mất đi, giống như chúng ta đi trên con đường đi về bến giác rồi, có những cái tảng đá, có những cái gặp ghềnh mà quý Phật tử không biết dọn dẹp những gặp ghềnh đó, không dùng tất cả những cái thanh gươm trí huệ của mình để mà mình chặt tất cả những cái gai rừng, mình chặt cho nó sạch đi, để cái đoạn đường đi của mình nó không có bị gập ghềnh, nó không có bị gai góc, nó vướng víu cái chân của mình. Quý Phật tử phải làm sao cho nên đoạn đường đi của mình nó phải được thông thoáng. Mình phải hiểu một cách cặn kẽ, mình niệm Phật như thế nào cho đúng, niệm Phật như thế nào đừng có hao tổn công đức niệm Phật của mình, mình niệm như thế nào mà để cho mình được no đủ, chứ nếu không thì mình sẽ gặp ghềnh bên bến giác liền, phải không? Cho nên quý Phật tử thấy rằng đầu tiên hết, khi mà quý Phật tử mới phát tâm Bồ Đề, người ta nói sơ phát tâm tức thân thành Phật. Người nào mới phát tâm quy y Tam Bảo, phát tâm mới vừa rồi vừa chớm nở thôi là Phật liền đó. Cho nên những cái người nào mà mới phát tâm Bồ Đề rồi đó thì thân của họ là Phật, tâm của họ cũng là Phật. Cho nên con mắt của họ nhìn thế giới này đều là Phật hết. Người mới phát tâm Bồ Đề nhìn ai cũng dễ thương hết, bởi vì con mắt của mình là con mắt của Phật. Lời nói ra là lời nói yêu thương, bởi miệng của mình là miệng của Phật. Khi mà chúng ta phát tâm Bồ Đề một thời gian, chúng ta quy y Tam Bảo rồi, chúng ta đi rần, chúng ta tụng kinh được nhiều rồi đó, thì chúng ta bắt đầu lâm dấp vào trong cái vấn đề gặp ghềnh của nó. Mình đi tu nhiều, mình ăn chay trường, mình ăn chay nó 1 tháng 10 ngày, mình ăn chay 1 tháng 5 ngày, mình ăn chay 1 tháng, thí dụ như là 1 năm 3 tháng như thế. Có nghĩa là cái ăn chay của mình đó là mình cứ phát tâm mình ăn chay mà chẳng biết mình ăn chay để làm cái gì hết. Cho nên quý Phật tử nhớ như thế này đó là ăn chay không phải là ăn để cho lấy có, ăn chay không phải để ăn cho qua loa, ăn chay không phải là để bữa nay rầm ăn đi để ngày mai ăn mặn lại, không phải. Mình ăn chay như thế nào cho nó đủ nghĩa để cho cái buổi ăn chay của mình nó hoàn toàn có công đức, phải không? Ăn chay mà nó có công đức chứ không phải ăn chay để rồi nó mất sức, phải không? Cho nên quý Phật tử thường thường đó 14, 15 ăn chay thì gán đi, lỡ rồi bây giờ phát nguyện với Phật rồi là ăn chay tháng 2 ngày 14, 15 thôi, bây giờ kệ nó, ăn qua lo đại điên trái chuối chín rồi xịt nước tương lên cũng được. Ăn như thế thì ăn chay có nghĩa là mình trả nợ cho Phật. Ăn chay như thế không bao giờ có công đức, phải không? Ăn chay mình phải hiểu như thế nào, ăn chay là niệm Phật đó. Chừng nào quý Phật tử thấy mình ăn chay là mình đang niệm Phật thì quý Phật tử ăn chay đó mới đầy đủ công đức, phải không? Mình ăn chay mà mình ăn cái kiểu đó thì không bao giờ nó trọn vẹn được. Ăn chay như thế thì không bao giờ thành tựu được câu niệm Phật. Ăn chay như thế thì không bao giờ thành tựu được cái hạnh lành của mình. Mà ăn chay như thế tội thêm, phải không? Mình tội thêm chứ gì nữa.
Đức Phật nói đó, sát sanh có nghĩa là đoạn mất sinh mệnh. Mà sát sanh nó gồm có hai